những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Người biểu tình Ba Lan dỡ bỏ phong tỏa ở biên giới Ukraine. Tổng thư ký NATO bất ngờ thăm Ukraine giữa lúc chiến sự sung sôi, cam kết sẽ tăng cường cung cấp vũ khí Ukraine hé lộ phương án bảo vệ tiêm kích F-16 trước sự truy lùng của Nga Ukraine đã nhận được vũ khí từ gói viện trợ mới của Mỹ dàn thiết giáp khủng tập kết ở biên giới Ba Lan, Oa, di chuyển vào Ukraine Ông Shoigu nhận tin choáng váng gần 20.000 lính Nga bỏ trốn khỏi quân khu phía Nam Quân lính tháo lui, Nga mất quyền kiểm soát đảo quan trọng ở khu vực Kherson vào tay Ukraine. Thiên ý mới chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, theo Kiev Post, vào ngày 29 tháng 4, nông dân Ba Lan đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa lại tất cả các trạm kiểm soát ở biên giới Ukraine sau nhiều tháng biểu tình liên tục gây ra căng thẳng chưa từng có giữa hai nước. Theo thông báo chính thức của cơ quan biên giới nhà nước Ukraine, việc đăng ký và di chuyển xe tải đã được tiếp tục theo cả hai hướng sau 10 giờ sáng ngày 29 tháng 4. Đại diện cơ quan biên giới nhà nước Ukraine nêu rõ, tất cả các trạm kiểm soát biên giới với Ba Lan hiện đã được dỡ bỏ phong tỏa. Tuy nhiên, kể từ bây giờ, xe tải chở ngũ cốc chỉ có thể vào Ba Lan để quá cảnh. Thưa quý vị, cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng 2 năm nay bởi nông dân Ba Lan phản đối ưu đãi với ngũ cốc nhập khẩu của Ukraine do Liên minh châu EU nới lỏng các quy định nhằm hỗ trợ nền kinh tế Ukraine sau cuộc chiến chống quân xâm lược Nga. Những tháng gần đây, các quan chức Ba Lan và Ukraine đã cố gắng làm giảm căng thẳng thông qua đối ngoại. Cuối cùng, EU đã nhượng bộ và đồng ý áp đặt các hạn chế ở mức độ cao, cứng rắn hơn đối với nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine nhằm duy trì tình đoàn kết với Kiev, đồng thời xoa dịu các yêu cầu từ phía Ba Lan. Tổng thư ký NATO bất ngờ thăm Ukraine giữa lúc chiến sự sụp sôi, cam kết sẽ tăng cường cung cấp vũ khí. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg, nói với Ukraine rằng các thành viên trong liên minh không thực hiện được lời hứa về sự viện trợ quân sự trong những tháng gần đây, nhưng khẳng định số lượng vũ khí và đạn dược cung cấp cho Kiev sẽ tăng lên trong chuyến thăm không báo trước tới Ukraine, ông Stoltenberg có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky và dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Ukraine. Đây là lần thứ ba ông Stoltenberg thăm Kiev kể từ khi cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Chuyến thăm lần này diễn ra vào thời điểm khó khăn với Ukraine trên chiến trường. Sau chiến dịch phản công thất bại của Ukraine vào năm ngoái, lực lượng của Nga đã giành được thế chủ động trên chiến trường, một phần do Kiev thiếu vũ khí và đạn dược. Thưa quý vị, ông Stoltenberg phát biểu khi đang ngồi trên tàu đến Kiev ngày 29 tháng 4 rằng Tôi rất thành thật với Tổng thống Zelensky và Quốc hội Ukraine rằng các đồng minh NATO không thực hiện được những gì chúng tôi đã hứa trong những tháng qua. Tổng thư ký NATO nói, Mỹ đã mất 6 tháng để thống nhất về một gói viện trợ và các đồng minh châu Âu vẫn chưa giao số đạn dược mà chúng tôi đã hứa. Nhưng bây giờ tôi tin chắc rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Ông Stoltenberg nói về việc Quốc hội Mỹ gần đây thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đã được Tổng thống Joe Biden nhanh chóng ký thành luật. Và việc Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuần trước thông báo về mức cam kết cao kỷ lục với Kiev. Ông cũng lưu ý việc Đức đã đồng ý cung cấp hệ thống phòng không Patriot mới và Hà Lan tăng cường viện trợ cho Kiev. Ông Stoltenberg cho biết ông mong đợi những cam kết mới sẽ đến. Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt vì thiếu hỗ trợ đã tạo ra khác biệt Tổng thư ký NATO nói ngụ ý về những thất bại của Ukraine trên chiến trường. Ông Stoltenberg nói: "Vẫn chưa quá muộn để Ukraine thắng. Đó là lý do tại sao các đồng minh NATO hiện nay thực sự phải thực hiện những gì chúng tôi đã hứa. Việc cung cấp vũ khí và đạn dược thực sự rất cấp bách và giờ tôi tin điều đó sẽ xảy ra." Chuyến thăm kia ép của Tổng thư ký NATO diễn ra sau khi một tư lệnh cấp cao của Ukraine cho biết quân đội nước này đã rút khỏi vị trí ở ba ngôi làng thuộc mặt trận phía đông, nơi Nga tập trung lực lượng đáng kể. Thông báo này cho thấy tình hình ngày càng xấu đi đối với Ukraine ở miền đông, nơi Kiev hy vọng có thể ổn định sau khi Mỹ duyệt gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ. Ukraine hé lộ phương án bảo vệ tiêm kích F-16 trước sự truy lùng của Nga. Quan chức Ukraine nói rằng họ đã chuẩn bị các biện pháp nhằm bảo vệ các tiêm kích F-16 mà Kiev sắp nhận được từ NATO. Người phát ngôn lực lượng không quân Karanian Ilya Jeslav tuyên bố rằng Kiev đang chuẩn bị một loạt biện pháp để bảo vệ máy bay chiến đấu F-16 khi chúng được các nước NATO chuyển cho phía Kiev. Nga nhiều lần tuyên bố sẽ phá hủy các máy bay chiến đấu này. Ông Jeslav cho hay sau khi Ukraine nhận được các tiêm kích phương Tây, Kiev sẽ tiến hành nhiều phương pháp để bảo vệ F-16, đầu tại các căn cứ không quân trước nguy cơ bị Nga tấn công. Ông nói, chúng tôi đang nỗ lực chuẩn bị nơi trú ẩn an toàn cho các máy bay F-16 ở Ukraine, cho phép chúng thực hiện các nhiệm vụ một cách hiệu quả và bảo vệ không phận của chúng tôi. Thưa quý vị, người phát ngôn của không quân Ukraine lưu ý rằng, điều này đòi hỏi Kiev phải chi tiêu đáng kể đặc biệt là xây dựng các hầm trú ẩn dưới lòng đất và bon bunker cho máy bay. Ông nói, để làm được điều này, cần phải chuẩn bị hợp lý địa điểm triển khai các máy bay. Việc này đòi hỏi chi phí lớn, bao gồm cả bunker và hầm trú ẩn dưới lòng đất. Do đó, Ukraine đang tìm phương thức xác định chính xác cách các hệ thống này có thể được bố trí. Ông Yevlash cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bố trí các máy bay sao cho lực lượng Nga khó phát hiện hơn còn lưu ý rằng kế hoạch này bao gồm việc phân tán máy bay trên nhiều khu vực khác nhau để gây nhầm lẫn cho đối thủ các phương pháp khác nhau sẽ được sử dụng để đạt được mục tiêu này trong khi Ukraine đang chờ đợi được chuyển giao các máy bay F-16 từ các đồng minh phương Tây các chuyên gia cảnh báo rằng nước này có thể phải đối mặt với những thách thức khi vận hành loại máy bay đòi hỏi quá trình bảo trì phức tạp có thể gây ra gánh nặng về mặt hậu cần Tom Richard cựu phi công thủy quân lục chiến Mỹ nói với Politico rằng F-16 là một con quái thú nhạy cảm so với các máy bay thời Liên Xô mà Ukraine quen sử dụng. Ukraine đã nhận được vũ khí từ gói viện trợ mới của Mỹ, dàn thiết giáp khủng tập kết ở biên giới Ba Lan, ồ ạt di chuyển vào Ukraine. Ukraine đã nhận được vũ khí từ gói viện trợ mới, được Hoa Kỳ công bố trước đó trong khuôn khổ của chương trình hỗ trợ quân sự khôi phục. Điều này được RBC Ukraine đưa tin, dựa theo tuyên bố của phát ngôn viên tòa bệnh ốc Karin Trampier trong một cuộc họp báo. Bà Trampier nói, sự trợ giúp đang đến với Ukraine, họ hiện đang nhận được sự hỗ trợ này về an ninh. Trước đó, vào ngày 24 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký một đạo luật quy định về việc phân bổ kinh phí để giúp đỡ Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho quân đội Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, gói viện trợ mới từ Mỹ bao gồm tên lửa Atak MS tầm xa, tầm bắn hơn 300 km. Ngoài ra vào ngày 26 tháng 4, Mỹ đã tuyên bố phân bổ gói hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, tổng chi phí của nó là 6 tỷ đô la Mỹ. Mới đây một video ghi lại cảnh các thiết bị quân sự mà Hoa Kỳ gửi đến Ukraine, như một phần viện trợ quân sự đã được chất lên các chuyến tàu từ Ba Lan và di chuyển vào lãnh thổ Ukraine. Những hình ảnh được phát tán trên các kênh Telegram, trong số các thiết bị được gửi đến có xe tăng, xe bọc thép chở quân, các đơn vị pháo binh, trong đó có đơn vị pháo tự hành M109 Paladin. Ông Shoigu nhận tin choáng vắng, gần 20.000 lính Nga bỏ trốn khỏi quân khu phía Nam. Theo Kiev, hàng ngàn binh sĩ của Nga đang đào ngũ sau hơn 2 năm tham gia cuộc chiến do Tổng thống Putin khởi xướng. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine SUR hôm thứ Hai cho biết quân đội thuộc quân khu phía Nam của Nga được triển khai để chiến đấu trong cuộc chiến đang ngày càng đào ngũ. Đào ngũ là một vấn đề đối với quân đội của Nga trong suốt cuộc xâm lược toàn diện của Putin và Ukraine. Vào tháng 11 năm 2022, Bộ Quốc phòng của Anh cho biết các tướng lĩnh của Điện Kremlin có thể đã cho phép việc sử dụng vũ khí để trừng phạt những người đào ngũ, bao gồm cả việc có thể ra lệnh nổ súng để giết những kẻ vi phạm như vậy sau khi cảnh báo được đưa ra. Thưa quý vị, hơn 18.000 quân nhân Nga của quân khu phía Nam đã bỏ trốn. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết trên Telegram rằng khoảng 12.000 người trong số họ thuộc Tập đoàn Quân Vũ Trang Tổng hợp số 8, một đơn vị mà Nga liên tục tham gia vào các cuộc chiến ở phía đông Ukraine, trong khi đó khoảng 2.500 binh sĩ đã đào ngũ khỏi quân đoàn vũ trang tổng hợp số 58 của Nga. Việc đào ngũ khỏi quân đội Nga có thể bị phạt 10 năm tù. Vào tháng 2, một dự án phản chiến của Nga có tên là Get Lost được thành lập để giúp đàn ông Nga trốn tránh nghĩa vụ quân sự ở Ukraine cho biết các trường hợp đào ngũ khỏi quân đội Nga đã tăng gấp 10 lần trong năm nay. Tờ báo điều tra Nga Novaya Gazeta có trụ sở tại Latvia do cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đồng sáng lập đã phỏng vấn các quân nhân Nga chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Ukraine. Ivan từng là sĩ quan trong quân đội Nga khi Putin tấn công Ukraine vào tháng 2 2022 cho biết ông đã cố gắng bỏ cuộc trước khi chiến tranh bắt đầu. Ivan nói trong báo cáo công bố ngày 29 tháng 2 rằng: "Tôi không thích hệ thống quân đội và không muốn nó trở thành một phần cuộc sống của mình nữa. Không ai trong số cấp dưới của tôi trốn thoát khỏi tiền tuyến, nhưng tôi đã cho phép họ nghỉ phép thường xuyên nhất có thể và phần lớn đơn giản là trở lại. Đôi khi tôi muốn nói chuyện với những người lính vẫn còn ở Ukraine mà tôi từng phục vụ, tâm trạng của họ rất khác nhau." một số người đã ở tiền tuyến gần 2 năm nói rằng giờ họ cảm thấy rất ổn và sẽ không đi ngay cả khi có cơ hội ivan cho biết những người lính thường muốn rời đi sau khi ở trong điều kiện không thể chịu được lưu ý rằng trước tiên họ tìm những con đường hợp pháp và khi thấy không có con đường nào khác họ đành bỏ chạy cựu sĩ quan nga nói đào ngũ vẫn khó khăn như xưa và tất cả phụ thuộc vào việc người lính ở đâu để rồi mặt trận anh ta phải được cho phép nghỉ phép hoặc được đưa đến bệnh viện từ đó anh ta sẽ rời đi sang các nước khác hợp pháp hoặc bất hợp pháp và cho biết thêm rằng việc chạy trốn khỏi tiền tuyến là rất nguy hiểm ivan nói thêm mọi người hoàn toàn nhận thức được rằng sẽ có hậu quả hình sự nhưng điều đó không ngăn cản họ một số giả vờ là một trong những người chết hoặc bị thương một số tự bắn vào chân mình để đến bệnh viện rồi trốn khỏi đó Quân lính tháo lui, Nga mất quyền kiểm soát đảo quan trọng ở khu vực Kherson vào tây Ukraine. Ukraine vào hôm Chủ nhật tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát đảo Nashtriha có tầm quan trọng về mặt chiến thuật từ lực lượng Nga. Đại úy Dmitry Blatintrak, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy tác chiến phía Nam của lực lượng vũ trang Ukraine, nói với đài phát thanh Kromatsky của Ukraine rằng, việc kiểm soát đảo của sông Dnepr ở khu vực Kherson sẽ làm tăng đáng kể các biện pháp chống phá hoại của Kiev. Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 2022, lực lượng của ông đã nhanh chóng chiếm đóng phần lớn Kherson. Tuy nhiên, Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công trong khu vực vào cuối năm đó. Chứng kiến quân đội của họ giải phóng miền Bắc Kherson trên hữu ngạn Dnipr. Kể từ đó, lực lượng Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công qua sông, bao gồm cả việc thiết lập nhiều đầu cầu ở bờ đông sông Dnipr vào mùa thu năm 2023. Đại úy Platanchuk nói với đài phát thanh Horomaske rằng đảo Netriha, cách thành phố Kherson khoảng 12 dặm về phía tây nam, có ý nghĩa chiến thuật. Ông nói thêm rằng bất kỳ vị trí nào ngăn cản kẻ thù tiếp cận vị trí của chúng tôi đều quan trọng. Platanchuk nói, xét rằng kẻ thù thường sử dụng các địa điểm tương tự. Thực tế, có nhiều hòn đảo như vậy trên sông Dnipro để tiếp cận gần hơn và lắp đặt sống cối thì điều này chủ yếu quan trọng đối với chất lượng của các biện pháp chống phá hoại. Đúng vậy, vị trí này đã được giải phóng khỏi sự hiện diện tiềm ẩn của kẻ thù. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga của email vào thứ Hai để bình luận, mô tả tầm quan trọng chiến lược của hoàng đảo. Tờ Kiev Post cho biết, Natshiha là chìa khóa cho các hoạt động trên bộ của Ukraine trong tương lai nhằm giải phóng Crimea bị chiếm đóng. Tờ Post cho biết, vì quân đội Ukraine và Nga phải dựa vào thuyền để tiếp tế trong khu vực. Địa lý vị trí địa phương đã giúp cả hai bên có được một số tuyến đường hạn chế. Việc chiếm được hòn đảo sẽ giúp Ukraine có phạm vi bao phủ khu vực tốt hơn và hạn chế số lượng tuyến đường có sẵn để quân Nga tiếp tế. Tờ báo nói thêm rằng hòn đảo này cũng sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều lựa chọn cung cấp hơn. Trong thông báo vào hôm Chủ nhật trên Telegram về việc Kiev nắm được quyền kiểm soát đảo Nastriha đại tướng Alexander Sosky tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine cho biết quân đội của ông cũng đã tiến gần làng Veletsky ở miền nam Kherson bài đăng của ông lưu ý rằng tình hình vẫn còn căng thẳng ở khu vực Kherson và Saborisha khi quân đội của Putin đang cố gắng tiến lên trên nhiều khu vực nhìn chung tướng Sosky viết các điều kiện ở tiền tuyến đang xấu đi do lợi thế đáng kể về lực lượng và phương tiện của nga Hiện tại các vị trí khó khăn nhất theo hướng saski là ở vùng Kharkiv và quận Boros của vùng Donetsk. Tuy nhiên, ông nói rằng, tại những khu vực bị đe dọa nhất, quân đội của chúng tôi đã được tăng cường bởi các đơn vị pháo binh và xe tăng. Tướng Zersky viết trong bài đăng Telegram của mình, chúng tôi cũng đang làm việc với các đối tác để có được vũ khí và thiết bị quân sự càng sớm càng tốt. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại